Honda trình làng xe ga NS125 LA 2023, sự thay thế hoàn hảo cho LEED125. Sở hữu thiết kế phù hợp nhu cầu đi lại trong thành phố, Honda NS125 LA 2023 còn có giá bán khá hợp lý. Sun Iro Honda tại Trung Quốc mới đây đã chính thức giới thiệu Honda NS125 LA 2023, mẫu tay ga phổ thông với thiết kế gọn nhẹ cho mục đích di chuyển hàng ngày, trên đường phố. Khác biệt với phần lớn các mẫu tay ga Honda được bán tại thị trường Việt Nam, NS125 LA 2023 sở hữu đèn pha tròn cổ điển được phân chia hai cấp. Trong khi đó, đèn xi nhan được tạo thành hai dải gọn gàng đặt trên mặt nạ trước cùng với đèn chiếu hậu và xi nhan sau, thì toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED hiện đại. Gương chiếu hậu của mẫu tay ga này cũng được tạo hình tròn mang đậm tính cổ điển. Honda NS125 LA 2023 sử dụng cụm đồng hồ analog hiển thị đầy đủ các thông số xe, kèm theo đó thì cổng sạc USB cũng đưa tới nhiều tiện lợi khi sử dụng. Toàn thân xe sử dụng những đường nét bo cong mang tới tổng thể mềm mại, nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt cho mục đích di chuyển thường ngày. Xe cũng rất tiện dụng với cốp chứa đô 20 lít đặt dưới yên xe. Xe ga được trang bị phanh đĩa trước, tang chống sau đảm bảo an toàn khi vận hành. Hệ thống giảm xóc trước là ống lồng, phía sau là giảm xóc lò xo đảm bảo ổn định khi vận hành. Ngoài ra, bộ vành đúc kèm lốp không xăm cũng được tích hợp trên mẫu tay ga này. Về sức mạnh, Honda NS125 LA 2023 được trang bị khối động cơ xi lanh đơn dung tích 124,9 phân khối, loại SOHC, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,6 kW tại 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 9,8 Nm tại 6.000 vòng trên phút. Sức mạnh này đảm bảo sự linh hoạt khi di chuyển thường ngày trên đường phố. Dung tích bình xăng là 6 lít. Giá bán của Honda NS125 LA 2023 tại Trung Quốc là 11.900 nhân dân tệ, tưởng đương khoảng 39 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Mặc dù có cốp xe không rộng, nhưng nếu được bán tại thị trường Việt Nam, thì đây sẽ là lựa chọn thay thế khá hợp lý cho Honda LEED. Nhưng nhiều người vẫn thích LEED nhiều hơn, có thể đây là dòng xe đã đi vào lòng người tiêu dùng Việt. Cảm ơn mọi người đã đón xem.